chúng ta sẽ được nghe một đoạn thu âm sẵn các tiếng hát này và chúng tôi sẽ phát ngẫu nhiên. Mời quý vị cùng lắng nghe. Dù là cơn mơ băng xa, dù đời chờ là nỗi xót xa, đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình nói tiếng yêu ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cùng cho anh quên đi lạnh giá. Kỷ niệm yêu thương hay tình em đó, rồi năm tháng xa nhau như còn sống nhỏ. Số 2 trong... Không ra dáng vậy thôi chứ đâu phải họ hát đâu. Gì hả? Họ tạo dáng đánh lừa mình thôi. Để em được sống vô tư như một bóng giữa bầu trời kia, giọng nào bà cũng tạo hết trơn. Cho anh thôi miệt mài nghĩ suy. Khi giấc mơ đã quay trở về anh, giọng nữ hay nam vậy? Không tin rằng có ngày anh sẽ đón em nơi cuối. Hát hơi không hả? Này em ơi, con đường em đi, bà số 6 bà đang diễn tả đó. Con đường em theo đó, đúng hay sao em? Sai lắm luôn đó nha. Xa quá. Sai lắm. Người yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều. Xong 4 lắc đi. Từng đêm xuống nước mắt đất đâm nhớ em. Ôi trời, cái chữ nhớ, cái chữ nhớ kìa. Trời xa mưa số 6 giống, chắc luôn. Chưa chắc, đánh lừa đó em ơi. Cây cầu cha bắc qua sông để mẹ về. Ủa giọng nữ mà là chỉ có uống dữ vậy không? Nước dây. Ủa giọng nữ mà sao lừa nó? Tám đoạn hát ngẫu nhiên đã được phát lên rồi. Chúng ta có ướm được cái giọng nào vô cái body nào không à? Chị rồi, thấy rất là hoang mang đó. Chị thấy một cái giọng thì khác mà cái diễn tả nó đi xa lắm luôn á. Tung quả mù thôi Liên ơi. Đúng rồi, thật ra rất đơn giản, giọng nữ là của nữ, giọng nam là của nam. Cái đó thì không rồi. Sao khó vậy? Đây chưa chắc nha. Có những khi cái giọng nữ mà mấy bạn nam giả giọng. Đây Khanh cũng từng giả giọng nữ mà Khanh. Em làm liền một cái câu thiệt nữ cho anh nghe coi. Dạ em xin lỗi ạ. Em xin lỗi. Thấy hát không? Thấy rồi. Y như chuyện trong mấy cái đoàn mà dân công này kia đó, hồi xưa đó. Dạ, và như Khanh đã chia sẻ lúc nãy thì các người chơi mỗi người cũng sẽ mang đến cho mình một bài hát. Và ca khúc của các người chơi sẽ được sử dụng sau khi chúng ta biết được kết quả hai người chơi nào nhận được phần trăm bình chọn cao nhất của tất cả quý vị khán giả tại trường quay nữa. Khanh sẽ có một cái đặc quyền, đó chính là lựa chọn người nghệ sĩ đầu tiên bước lên sân khấu biểu diễn. Và người đầu tiên Khanh chọn đó chính là anh Đại Nghĩa. Trời ơi. Bây giờ thì không biết anh Đại Nghĩa ngày hôm nay mang đến chương trình hai bài hát gì ạ? À? Bài đầu tiên là cái bài mà anh thường xuyên hay hát mỗi lần về quê. Dạ. Mời anh về thăm quê em. Ồ, bài này hay nha. Còn bài còn lại anh? Bài Sóc Sabai. Dạ. Sóc Trăng. Dạ, không biết anh Nghĩa sẽ hát bài nào trước? Mời anh về thăm quê em đi. Mời anh về. Giống như là anh sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện nha. Dạ. Hai bài này của anh sẽ kể cho nghe một cái câu chuyện giống như là anh về dưới quyền miền Tây như thế nào sao sao đó. Dạ. Ha. Thì đầu tiên là anh được mời về đó, bài đó. Và bây giờ anh Đại Nghĩa sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra cái quyết định của mình lựa chọn căn phòng nào trong số 8 căn phòng này. Thời gian 10 giây bắt đầu. Nãy giờ tôi ấn tượng. Hết hồn, hết hồn chứ ha. Mỗi lần mà cứ như lên nhạc hoài. Sao vậy? Luôn á. Cái âm nhạc nó phải hỗ trợ cái tinh thần. Anh hết giờ rồi, anh chơi bấm đúng đi anh. Rồi bấm. Anh Đại Nghĩa chọn số 6. Bây giờ sẽ là ca khúc của nghệ sĩ Đại Nghĩa và người chơi trong căn phòng số 6. Mời anh về thăm quê. Cố lên. Dạ bà con cô bác ơi, em dân thành phố mới xuống, nhận lời cốt đẹp về đây thăm quê hương mình. Bà con biết nhà cốt đẹp ở đâu không, chỉ cho em với. Nhà ở đâu? Hôm mấy giờ em đi ngắm cảnh trước. Bình minh sáng tươi, quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lai, ngang nghiêng cánh lúa trổ bông. Bờ đê đọng
sương ướt mưa, trời xanh nhờn nhờ chim ca líu lo tung tăng nắng mai chan hòa. Con ở đâu? À, trời đất ơi, tới rồi đây nè. Út Miên dễ thương hết sức hà. Út ơi, giờ dẫn anh đi thăm quê của em nghe. Quê em đẹp quá trời đẹp luôn kìa kìa. Trời đẹp luôn à. À, đồng lúa thì xanh mơn mông bát ngát nè, rồi cô Út mận cau bà ba trắng dễ thương gì đâu à. Bình minh sáng tươi, quê em mùa lúa bao la đầy đồng, gió nhẹ nhẹ lai ngã nghiêng cành lúa đổ bông. Mơ đi đọng sương xanh nhân nhớ chim ca lưu lo tung tăng nắng mai chan hòa. Ơi hò ơi, hò ơi, ơi hò ơi, em mời anh ghé thăm chốn đây một lần. Ghé liền, mời mời anh về quê em. Có cái gì nè? Ghé thăm quê em mùa lúa chân thơm rộn ràng, tiếng hò hò lơ ngái vui gặt hái rợn vàng. Đẹp áo bà ba trắng xoa bàn ta nhịu nhàng nhanh nhanh, cắm nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Đẹp áo bà ba trắng xoa dịu dàng nhanh nhanh, cắm nhanh lúa thơm ngã hương hai mùa. Quê em đẹp quá Út ơi, quyết định về đây làm rể luôn chịu hôn nè. Dạ để em về em hỏi ba má em nghe không. Kìa ông ba ông tới kìa. Đi về con. Và bây giờ trước khi chúng ta trò chuyện với cô gái Út này thì đây sẽ là thời gian để cho quý vị bắt đầu bình chọn. Quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây và chúng ta nhớ nha, chỉ dựa vào tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi, anh Đại Nghĩa chỉ góp phần hỗ trợ cho các bạn. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta lựa chọn thì nhấn phím A, không lựa chọn thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Dạ mọi người bình chọn cho cô Út nha. Này cô Út quá dễ thương. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc và bây giờ chúng tôi sẽ bảo lưu số điểm này. Sau khi 8 tiết mục song ca trình bày xong thì chúng tôi sẽ cho quý vị biết kết quả. Còn bây giờ thì hãy làm quen với cô Út Mén. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Bạch Công Khanh. Em chào tất cả quý vị khán giả, tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay và quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ, em tên là Ngọc Anh, em quê ở Bình Dương. Xin chào Ngọc Anh. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghe nhận xét của ba khách mời còn lại. Chị Ngọc Liên ơi, chị nghĩ gì ạ? Giọng em rất là ngọt. Thường thường á, chị để ý rồi, những cái cô bé mà nhỏ nhỏ con á, thường thường có cái chất giọng đặc biệt. Một là ngọt ngào, còn hai á, thì là rất là mạnh. Nhưng mà
chị rất lo lắng cho em là bởi vì chị nói cô bé này phải cẩn thận với Đại Nghĩa. Bởi vì sao? Anh Đại Nghĩa thường hát hay chiêu trò dữ lắm. Anh sẽ nói, anh diễn, anh sẽ khuấy động cả sân khấu. Và em phải tập trung, nếu mà em không tập trung là em có thể sẽ quên lời, hoặc là em sẽ mất tập trung cái bài hát của mình. Nhưng em vẫn đối đáp giữa anh Nghĩa và vẫn diễn anh Nghĩa như là đã tập dượt rồi. Mặc dù chị biết trên sân khấu này chưa bao giờ được tập dượt giữa hai nghệ sĩ chúng ta, cho nên chị chúc mừng phần trình diễn của em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Anh Nguyễn Đình Vũ, anh nghĩ gì ạ? Nói tiếp lời của chị thì trước hết anh phải khen em là có một cái giọng hát rất là ngọt. Ngọt mà anh dưới đây anh tưởng tượng như là anh đang được uống trà sữa. Ngọt quá. Cái thứ hai là em bình tĩnh khi mà anh Nghĩa tràn lên. Út Miễn ơi, đồ này nọ. Rồi anh Nghĩa chạy vòng. Thì em đã có được một cái màn song ca mà rất là mãn nhãn, từ giọng hát cho tới cách biểu diễn rất là nhẹ nhàng và đối đáp rất là coi như là chuyên nghiệp. Đây là một màn biểu diễn chuyên nghiệp. Thế còn anh Nam Cường ạ? Với Cường thì Cường ngược lại với suy nghĩ của Vũ á, tức là cái việc mà anh Nghĩa diễn trên sân khấu mình diễn chung mình dễ bị gọi là khớp với anh Nghĩa, nhưng không phải. Thực ra thì làm với anh Nghĩa rất là nhiều lần rồi thì mới biết được là cái việc mà anh Nghĩa tương tác với bạn diễn là rất là hỗ trợ nha. Cho nên cái việc mà bạn diễn với anh Nghĩa mà bạn tương tác được á là bởi vì bạn có cái sự tự tin ở bên trong, là anh Nghĩa là người đẩy thêm. Chính vì vậy mà hai người diễn với nhau thực sự rất là ăn ý. Ăn ý cả phần diễn này, ăn ý cả phần ca và ăn ý cả ngoại hình nữa. Cái ngoại hình rất là hợp với nhau luôn. Giống luôn như là bạn đồng trang lứa đó. Trời ơi, không tin luôn á. Bạn đồng trang lứa. Hai cái mặt mà không nói chắc tưởng trạc tuổi nhau. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Mặc dù tiếng hát của Ngọc Anh rất là ngọt ngào, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng phải có sự hỗ trợ rất hết mình của anh Đại Nghĩa nữa. Một tràng vỗ tay ạ. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và chúc mừng em nha. Nha, anh cũng rất là lo khi mà anh ra, bởi vì hồi nãy anh có nói với mọi người anh ra anh sẽ nói nhiều hơn hát. Và đúng thiệt anh nói, đúng không? Nhưng mà em đã rất là tự tin để mà quăng bắt với anh một cách nhịp nhàng, mặc dù chúng ta chưa hề gặp nhau trước đây ha. Hy vọng rằng nếu như mà mình có thể đi sâu hơn nữa vào chương trình, vào hai người cuối cùng chẳng hạn, thì em sẽ có thêm những bài hát thật là hay dành tặng cho khán giả của chúng ta. Chúc mừng em. Thưa quý vị, cảm ơn nghệ sĩ Đại Nghĩa và Ngọc Anh. Bây giờ chúng ta trước khi đến với những tiết mục đặc biệt tiếp theo, khán mời quý vị giải lao trong ít phút. Ca giấu mặt và cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Song Ca Giấu Mặt do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và đây là một sân chơi rất đặc biệt khi mà các người chơi sẽ được song ca với các nghệ sĩ khách mời, và ở mỗi tập của Song Ca Giấu Mặt đều có sự tham gia của 4 nghệ sĩ khách mời. Thưa quý vị, các khách mời khi đến với chương trình này họ hoạt động ở đa lĩnh vực nghệ thuật nhưng có chung một niềm đam mê ca hát, và nhiệm vụ của họ là giúp cho các người chơi tỏa sáng. Bây giờ khán mời quý vị, chúng ta sẽ trò chuyện với 4 khách mời ngày hôm nay. Xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Xin được giới thiệu ca sĩ Quang Hà. Xin được giới thiệu diễn viên Lê Phương. Và xin được giới thiệu ca sĩ Ngọc Liên. Khánh xin chào 4 anh chị ạ. Anh Quang Hà, anh đang cảm giác như thế nào? Tôi đang cảm thấy rất là hồi hộp. Hy vọng rằng sẽ có được những cái giây phút thật là thăng hoa cùng với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà. Thế chị Lê Phương thì sao? Quay trở lại chương trình, mình có còn hồi hộp nữa không ạ? Vẫn hồi hộp em ạ. Dạ, Lê Phương xin chào quý khán giả đang xem chương trình và quý khán giả đang tại trường quay. Hôm nay Lê Phương lại một lần nữa rất là vinh dự được ngồi ở vị trí khách mời, mà đặc biệt hơn nữa là được ngồi với các anh, các chị, những giọng ca mà mình rất là ngưỡng mộ. Thế còn chị Ngọc Liên thì sao? Liên thì vẫn chờ đợi những cái giọng hát và cũng khám phá thêm cho bản thân mình nữa, cái sự học hỏi trong nghề, không những cho các bạn mà cho bản thân Liên nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Vân Khánh. Thì cũng như tất cả các khách mời thôi, thì hôm nay cũng là hy vọng Khánh hên hên bấm bấm được mấy cái phòng mà có những cái bạn hát cùng với Vân Khánh ăn ý, để làm sao mình có thể hỗ trợ tối đa cho các bạn để các bạn tỏa sáng hôm nay. Cảm ơn chị Vân Khánh cũng như là các khách mời còn lại. Quý vị thân mến, mỗi khách mời khi đến đây, mỗi người sẽ mang theo hai bài hát. Họ lựa chọn hai người chơi để song ca hai ca khúc này cùng với họ. Và các người chơi đến đây, mỗi người đều phải tập tổng cộng là 8 bài hát. Và họ sẽ không biết họ phải hát với khách mời nào.
là nam hay là nữ và phải song ca bài gì cho đến khi họ được nhấn nút lựa chọn. Và mỗi tập của chúng tôi sẽ được chia thành hai phần. Phần 1 là 4 tiết mục song ca và phần 2 là 4 tiết mục song ca còn lại. Sau khi 8 tiết mục song ca của người chơi và các khách mời hoàn thành, chúng ta sẽ có kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay và biết được hai người chơi nào nhận được bình chọn cao nhất sẽ bước vào màn song đấu cuối cùng. Và mỗi người chơi khi đến đây, mỗi người sẽ mang theo một ca khúc. Trong màn song đấu, chúng tôi sẽ sử dụng ca khúc của người chơi có bình chọn cao hơn. Và bây giờ là thời gian chào đón sự xuất hiện của 8 người chơi. Xin mời. Để dễ dàng cho việc phán đoán và đưa ra lựa chọn, các khách mời sẽ được nghe một đoạn thu âm sẵn và chúng tôi sẽ phát một cách rất ngẫu nhiên và chúng ta sẽ căn cứ vào tiếng hát đó để ướm vào bóng dáng nào mà mình cho là thích hợp nhất. Bây giờ là các đoạn thu âm, mời quý vị lắng nghe. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi mà ngỡ con tàu du sóng bờ xa. Làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ. Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao về anh. Người tình hỡi, yêu đương là tiếng than vãn, yêu đương là nát cũng đàn, yêu đương là giấc mơ tàn. Chiều thơm du hồn người bênh bông, chiều không yêm gọi người đợi mong. Hay quá. Tình yêu em cho anh không mang dối gian, mà sao anh lại nỡ xua tan hỡi người. Mấy năm cách biệt mình gặp lại nhau, cuối mắt ngỡ ngàng đường ai nấy đi. Kỳ này tám bạn này cái giọng ngang tài ngang sức đó nha. Ngang tài ngang sức khó đó nha. Và cả người chơi cũng như khách mời thì số lượng nữ luôn áp đảo. Đúng rồi. Thật ra thì bạn nào cũng có một cái tố chất riêng và cũng có một giọng hát rất là hay riêng. Cho nên bây giờ mình phải tin vào trực giác của mình. Đúng thôi. Rồi. Không, Hà nghĩ rằng tin vào cái sự may mắn thôi. Vậy thì để xem sự may mắn đó có mỉm cười với nghệ sĩ đầu tiên bước lên sân khấu hay không. Và Khanh là MC của chương trình, Khanh có quyền được lựa chọn. Trong bốn anh chị ở đây, ai cũng là người Khanh rất là yêu mến, rất ngưỡng mộ. Xin mời anh Quang Hà. Anh Hà có thể cho Khanh biết là anh mang đến chương trình hai bài gì không ạ? Ngày hôm nay Hà mang đến với chương trình Song ca giấu mặt hai nhạc phẩm mà chưa bao giờ mình thể hiện cả. Ước gì và bài hát Anh thì không. Anh Quang Hà sẽ hát bài nào trước? Xin hát bài hát Anh thì không trước cho nó sôi nổi. Dạ vâng ạ. Anh thì không sẽ là tiết mục đầu tiên Quang Hà biểu diễn. Bây giờ anh Quang Hà sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra lựa chọn căn phòng. Bắt đầu. Và xin mời anh Quang Hà nhấn nút. Anh đã chọn căn phòng số 6. Có ý nghĩa gì không anh Hà ơi? Vì bài hát này là bài hát tiết tấu, thế nên là Hà chọn cái bạn váy ngắn và dễ thương như kia để có thể là Hà nghĩ rằng là nó sẽ dễ hợp hơn với cái phong cách cũng như là cái thể loại nhạc. Dạ, và hy vọng rằng giọng hát này sẽ cực kỳ ăn ý với anh. Hy vọng bây giờ là... mời chúng ta cùng đến với Anh thì không. Thank you.
tay em, anh ta mang đến rơi không tiếc chi. Anh thì không cho em lên ngôi cao trong trái tim, yêu như say như điên theo bước em. Anh thì không, anh luôn mang cho em giây phút vui, mang cho em câu ca trong sáng tươi. Anh thì không bỏ say mê dâng lên trong mắt kia, nhưng em không yêu em không tiếc chi. Em không cần thế gian nhìn đàn ông giống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông khác. Vì đã yêu thì dù em thế nào, vạn lần anh vẫn tự tha cho người. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca cùng anh Quang Hà. Mặc dù đây là một tiết mục song ca, nhưng các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Quang Hà cũng như là các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây của các bạn bắt đầu. Quý vị khán giả rất nhiều ạ, và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Xin chào bạn. Em xin chào các vị khách mời. Em xin chào anh Quang Hà, em xin chào anh Bạch Công Khanh và quý vị khán giả ở đây cùng quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em là ca sĩ Dung Nina. Xin chào Dung Nina. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời về phần biểu diễn của cô gái này cùng với anh Quang Hà. Khanh mời chị Vân Khánh. Dễ thương quá. Cô gái bước ra rất là bắt sân khấu, một cái dáng vóc rất là mảnh mai, xinh xắn như một nàng công chúa vậy đó. Và đã nhanh chóng bắt nhịp với anh Quang Hà, ra là nhún nhảy liền, rất là nhanh. Và đặc biệt rằng là phải nói thật nể phục, tại vì Vân Khánh là chuyên trị dòng nhạc dân ca, trữ tình,
nghe hát cái kiểu mà chạy chữ kiểu này bái phục luôn. Phải nói thực sự là rất đều mà khó. Và đặc biệt là cái sự kết hợp này nó không hề có cái sự chuẩn bị trước. Chị chúc mừng cho em hôm nay em làm khá tốt cái phần trình diễn của em. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh. Giọng hát của em á, thật sự là một giọng hát lạ đó. Chị rất thích cái giọng hát của em. Bởi vì bài hát này thuộc loại là bài hát khó. Tiết tấu của nó rất là nhanh. Mà anh Quang Hà chọn cái bài này á, thì cũng làm khó cho em. Nhưng mà bù lại cái sự hỗ trợ của anh Quang Hà cũng rất quan trọng. Bởi vì anh máu lửa lắm. Chị chúc mừng buổi trình diễn của em ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chính anh Quang Hà nhận xét về tiếng hát của Dung Ni nè. Ngày hôm nay Hà rất là bất ngờ khi mà lần đầu tiên gặp bạn. Và chúng mình cũng vừa có một cái màn song ca cứ như là ngẫu nhiên trên sân khấu. Khi mà hát đơn ca thì tất cả mọi thứ mình đều có thể chủ động được. Còn khi hát song ca thì bắt buộc mình phải lắng nghe người đối diện và hát cho nó cùng tần số với người bên cạnh để cho cái tiết mục đó nó thật sự là hài hòa. Cảm ơn rất nhiều đã đến với chương trình này. Cảm ơn Quang Hà cũng như là Dung Nina một lần nữa vì đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục mở màn rất là sôi động. Còn bây giờ thì Khanh mời quý vị chúng ta sẽ giải lao trong ít phút trước khi tiếp tục chương trình. Quý vị đã quay trở lại với song ca giấu mặt. Và bây giờ Khanh mời chị Ngọc Liên sẽ lựa chọn nghệ sĩ tiếp theo lên sân khấu. Vân Khánh đi. Chị Vân Khánh. Chưa Huệ đi. Vân Khánh ơi, chị mang đến chương trình hai bài gì ạ? Đó là bài hát Em đi trên cỏ non của nhạc sĩ Bắc Sơn. Dạ. Và bài thứ hai là bài gì ạ? Bài thứ hai là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang, Tôi Vẫn Nhớ. Và chúng tôi sẽ được nghe Em đi trên cỏ non trước. Dạ, bây giờ sẽ có 10 giây cho chị Vân Khánh suy nghĩ và đưa ra lựa chọn. Thời gian của chị Vân Khánh bắt đầu. Mời chị. Căn phòng số 7. Bây giờ sẽ là tiết mục Em đi trên cỏ non. Mời quý vị.
cho rùng bóng bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chữ quen biết. Em chưa đi trên cổ non, chưa từng nghe má rời ba chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dõi nhìn chiều hôm. Em chưa yêu ngoài thành, khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thua mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù. Hay quá. Một tiết một rất dễ thương thưa quý vị. Và bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Dạ em chào anh Bạch Công Khanh. Em xin được chào bốn anh chị khách mời. Ủa chị là chị gái em mà em dẫn chị dẫn em về dạ, thăm bà con và chào chị gái của em nữa. Và một anh xin được chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài ạ. Xin chào một anh, một cái tên rất là dễ thương. Anh Quang Hà ơi, anh thích tiếng hát này không? Quá thích. Lúc nãy là ghen tị với Ngọc Liên, bây giờ là ghen tị với Vân Khánh. Vì đã chọn được ra mình một cái bài hát đã hợp với giọng hát của chị Vân Khánh rồi, mà lại còn chọn được Mộc Anh. Hai cái chất này rất là hay và nó còn có rất là có hồn và truyền cảm nữa. Thế nên là khi mà hai chị em mà xong ca bài hát này như kiểu là được khớp với nhau từ trước đến và đã hát với nhau rất là nhiều lần. Người qua người đẩy qua người để lại và hát bè phối với nhau. Có đôi lúc Hà cảm thấy rằng là chị Vân Khánh là cái người đưa Mộc Anh lên, nhưng có đôi lúc lại là cái giọng hát của Mộc Anh lại đưa giọng hát của Vân Khánh lên. Chính vì thế nên là hai cái giọng hát nó rất là hòa quyện và là một tiếng rất thành công của cả hai người. Cảm ơn Quang Hà. Và vẫn không tin là họ mới gặp nhau lần đầu đấy ạ. Chị Ngọc Liên ơi, mình nghĩ sao về tiết mục này ạ? Em có giọng ca rất là sáng. Mà cái bài hát này là bài hát khó, tại vì cái bài hát này cái quãng nó rất là cao. Khi mà cái nốt cao cao lắm và cái khi nốt trầm trầm lắm, thưa mẹ gặp cha nó rất là thấp. Mà chị nghe chị canh thử coi cái em xuống có tới không, nhưng mà em vẫn làm tròn, vẫn xuống tới. Cái giọng em thật sự là sáng. Mà cộng với lại hôm nay em được chị Vân Khánh hỗ trợ quá tuyệt vời. Hai chị em hỗ trợ qua lại mà cách diễn dễ thương vô cùng luôn. Hai chị em rất là tự nhiên, giống như đi về quê rồi chào. Hôm nay cái xí cái này là mình bắt chước anh Kim Tử Long. Học lóm được của ảnh chứ bộ thanh diễn hay quá. Đúng rồi. Em ơi, em, mọi người ơi, trời ơi, mũi nhà em giàu lắm. Sao mà em đeo quá trời hộp vậy? Xoàn mà bà nói không có nhầm nhò gì, đeo từ trên đeo xuống. Ôi trời ơi, tiền cũng bằng hộp xoàn nữa. Em ơi, nghe nói nè. Dạ. Cái đoạn giữa mà hai chị em về quê mà tự nhiên mình cứ nhúng qua nhúng lại thì biết làm gì. Mình thêm bài đặc thoại. Mặc dù cái giọng nam của bà chị này cũng lớn lớn, không phải là nam rạc, nhưng mà kệ đi, mình truyền lửa cho em để em nó biết diễn. Hơn cái là em bắt được vô được liền. Phải không? Em chào mọi người, em chào bà con đi đó. Cảm ơn chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Dạ, em nói thật chứ đến đây á, em chỉ nghĩ rằng là em là diễn viên, nhưng mà bây giờ em thấy chị, em nghĩ chắc chị nên đi đóng phim được á chị Khánh. Chị quá là duyên dáng và chị em cảm giác là chị dìu được cho bạn, rất là tự tin. Giọng bạn đã khỏe, đã hay rồi, mà bây giờ thêm được có chị dìu nữa. Hai người phải nói tạo nên một cái tiết mục rất là dễ thương luôn. Và nói thật là giọng của Mộc Anh là cái giọng mà Phương mơ ước á, tại vì giọng Phương rất thấp, còn giọng Mộc Anh rất cao và khỏe. Nên là nói chung là chúc mừng Mộc Anh hôm nay là gặp được chị Vân Khánh. Và trong số 8 bài hát thì còn bài nào bạn thích nữa không? Dạ còn. Bài gì thế? Bài Tôi Vẫn Nhớ. Bài mà chị Vân Khánh đang lựa chọn luôn. Nghĩa là bây giờ bài nào cũng được hết, bạn có thể hát một câu. Dạ em xin phép nha chị.
Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường nắng u buồn, dìu nhau đi tìm rừng bông mát, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Cái này gọi là duyên cho hai chị em gặp nhau rồi. Dạ, rất là dạ. Duyên ạ. Hy vọng với tiếng hát này một anh sẽ nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay thật là cao, biết đâu cô ấy sẽ có mặt trong màn song đấu. Bây giờ thì kính mời quý vị chúng ta sẽ giải lao trong ít phút trước khi tiếp tục chương trình. Quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ là đến phần biểu diễn của diễn viên Lê Phương. Chúng ta sẽ nghe chị Lê Phương chia sẻ về hai bài hát mà chị mang đến. Hôm nay thì Lê Phương mang đến chương trình hai bài. Bài Thương Nhớ Người Dân và bài Ru Lại Câu Hò. Hai ca khúc màu sắc có vẻ cũng khá giống nhau. Dạ, thì hôm nay concept của Phương là áo dài, tóc dài. Cho nên là Phương cũng muốn hát lại cái dòng nhạc mà Phương thích. Thật sự đây là hai bài mà Phương rất thích, cho nên là Phương nghĩ rằng là Phương có thể đem được cái gọi là cái tự tin và cái năng lượng tích cực của mình đến cho người chơi. 10 giây của chị Lê Phương bắt đầu. Xin mời chị Lê Phương nhấn nút chọn. Căn phòng số 1 và bây giờ là tiếng 1 Thương Nhớ Người Dân. Mời quý vị thưởng thức. Hãy
Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nha. À dạ, em xin chào anh Bạch Công Canh. Và lời đầu tiên thì cho phép Yêu Quyên xin gửi đến toàn bốn vị anh chị ở đây và toàn thể quý vị có mặt trong trường quay cũng như quý vị đang xem đài qua đài truyền hình Vĩnh Long. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục này đi ạ. Xin mời chị Vân Khánh. Xin chào Yên Nguyên. Dạ em chào chị. Phải nói từ đầu chương trình đến giờ đây là một cái giọng ca mà Vân Khánh thấy nói rằng là nó rất là bản năng nhất. Rất là bản năng. Kể cả cái phong cách cũng vậy. Bụi. Không nghĩ khi mà bạn bước từ trên đó xuống mà nghĩ là bạn hát cái giọng này đâu. Tại nhìn bạn bụi bặm lắm, ngầu lắm, chắc nghĩ phải rock riết gì trơn. Ông dè ra giọng ngọt quá trời ngọt luôn. Và Khánh thích là ở cái chỗ là bạn có một cái sự mộc mạc như vậy. Hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái nội tâm của mình, không qua một cái xử lý kỹ thuật gì hết, nhưng mà cũng chạm được trái tim người nghe. Và đặc biệt rằng là bạn diễn cũng vậy. Nó có cái sự e ngại hoặc là bạn cứ như thế này, nhưng mà bạn vẫn feel trong cái nền nhạc như vậy, bạn không quan tâm. Tức là khi bạn đứng trong sân khấu rồi thì bạn không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh. Cái đó là cái lợi thế của bạn. Kết hợp này đã tạo nên một cái tiết mục rất là hoàn hảo. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chị Ngọc Liên nói về tiết mục này. Khi mà cất giọng hát lên thì Liên thấy một cái giọng rất đặc biệt, một cái giọng cao lắm. Em hát, em rất là khoan thai, giống như là nó không cần một kỹ thuật nào hết, nó không vô một khuôn khổ nào hết. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Thưa quý vị, đây cũng là tiết mục sau cùng của phần 1 và chúng ta sẽ đón xem những tiết mục tiếp theo vào tuần sau quý vị nhé. Tính đến thời điểm này thì Khanh sẽ tiết lộ một con số, đó chính là 92%. Có nghĩa là có một người chơi trong số 4 người chơi nhận được con số này. Và đây chưa chắc là con số cao nhất. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào tuần sau. Bác Quốc Khánh chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega CS thực hiện, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và trong chương trình này quý vị sẽ được thưởng thức những tiết mục song ca rất đặc biệt đến từ các nghệ sĩ khách mời cũng như là các người chơi tham gia chương trình. Và ở tuần trước, phần 1, chúng ta đã được theo dõi những tiết mục song ca rất là tuyệt vời. Khanh muốn tất cả quý vị chúng ta cùng xem lại những hình ảnh đẹp của tuần trước. Trong tiếng hát về Phượng Hồng là hoàng hậu đó. Chẳng vui trách xưa đôi nắng chung đường là đó tìm trai ta nên thơ biết bao giờ gặp lại em yêu lòng bất chợt buồn thiêng cánh phượng hồng ngẩn ngơ mùa hè đến trường là những hình ảnh rất đặc sắc ở tuần trước trong phần 1. Và tối nay tiếp tục với phần 2 sẽ là những màn song ca tuyệt vời tiếp theo. Bây giờ Khanh mời ca sĩ Hồng Gấm sẽ lựa chọn nghệ sĩ. Em nhớ là anh Long Nhật có chuẩn bị bài hát thứ hai là bài Tình Đời. Và đó là một bài mà em nghĩ tất cả những ai làm nghề anh em mình đều rất thích bài đó. Và em rất mong đợi để được nghe anh và bạn ở trên song ca bài đó. Thế thì ca sĩ Hồng Gấm đã lựa chọn anh Long Nhật. Anh Long Nhật sẽ có 10 giây để đưa ra quyết định của mình, chọn căn phòng nào. 10 giây của Long Nhật bắt đầu. Và xin mời anh Long Nhật nhấn nút. Anh đã chọn căn phòng số 8. Và bây giờ ca khúc mà Long Nhật sẽ song ca với người chơi ở căn phòng số 8 là ca khúc Tình Đời. Xin mời anh. Ừ.
sĩ đang thương và đang được yêu. Dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Tình yêu, em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa. Lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về. Của đời chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi còn tin em nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau. Cần anh thôi, chỉ cần anh thôi còn tin em nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Xin nhớ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau. Đời vẫn thế một rất đẹp. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật kết quả này cho đến cuối chương trình. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái mặc một chiếc áo rất là đẹp. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên em xin được gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo cũng như là tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tuyết Lan.
và em hiện đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho anh hỏi công việc hiện tại của bạn là gì? Dạ, hiện tại em đang là một ca sĩ tự do và em cũng có đi dạy bên âm nhạc luôn ạ. À, dạ. Cũng là một giáo viên. Dạ. Bạn cảm thấy như thế nào giữa cái việc mà mình gặp gỡ học trò với lại việc mình đứng trên sân khấu hát? Hai việc đó thì thật ra là nó cũng tương đồng như nhau. Mình đứng ở sân khấu thì mình cũng thể hiện cảm xúc và mình truyền tải những cái bài hát qua bằng cái chính cái cảm xúc của mình. Khi mình dạy học trò thì mình cũng phải đứng trên bục giảng và mình dạy bằng cái tâm của mình để học trò có thể hiểu được. Cảm ơn Tuyết Lan rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của ba vị khách mời còn lại khi mà thưởng thức tiết mục Tình Đời. Quá xá tình trên sân khấu. Và hôm nay em ganh tị với anh Long Nhật vô cùng. Thế rõ ràng là từ cái đón đầu tiên của anh là anh bước lên cầu thang, hình ảnh nó đẹp dễ sợ. Và đặc biệt ở Tuyết Lan thì anh ấn tượng về cái cách nhả chữ của em. Em nhả chữ rất kỹ, và có lẽ là điều đó cũng hợp với anh Long Nhật luôn. Cái sự hòa quyện và cái cách hát tỉ mỉ, tinh tế, nắng nót từng chữ thì hai anh em đã làm rất là hòa quyện và cho Quốc Đại một cái cảm giác, một ca khúc Tình Đời đông đầy tình cảm, đông đầy cảm xúc. Cảm ơn hai anh em rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Thế còn ca sĩ Hồng Gấm thì sao? Bài này cũng là một bài mà Khanh đã từng nghe Gấm hát. Em đặc biệt rất thích bài hát này. Rất cảm ơn bạn Tuyết Lan đã thể hiện rất là thành công, cho Gấm thấy được là bạn đang hát cho chính cuộc đời của bạn. Và Gấm cũng được an ủi khi mà nhờ có chàng trai này hứa hẹn sẽ che chở, sẽ cùng chia sẻ, cùng cảm thông. Vì Hồng Gấm cũng cầu mong là tất cả các anh chị nghệ sĩ khi mà làm nghề ca hát sẽ được tìm được một cái người thấu hiểu, thông cảm và yêu thương mình ở bên cạnh mình. Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Thế còn Nam Cường, anh có ganh tị với Long Nhật không ạ? Không, mà phải nói là cảm ơn anh Long Nhật đã lựa chọn bài hát này. Bởi vì anh biết không, khi mà anh đứng đây anh cất cái tiếng hát của anh lên á thì rất là nhiều những ký ức hiện về. Bởi vì đây là một trong những bài hát mà em đã từng nghe trong một cái giai đoạn mà hơi khó khăn của em trong nghề nghiệp. Thật sự là bạn phải cảm ơn anh Long Nhật rất là nhiều. Bởi vì bạn biết không, khi mà mình hát trên sân khấu một giọng ca đẹp, một ngoại hình đẹp, nó vẫn chưa đủ bằng một cái cảm xúc đẹp nữa, thì nó sẽ giúp cho cái khán giả cảm nhận được ca khúc của mình nhiều hơn. Và hôm nay thì anh Nhật mang lại cái điều đó, đúng là giống như là một bậc thầy. Cảm ơn anh. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Và hy vọng rằng cái sự hỗ trợ hết mình của Long Nhật sẽ giúp cho Tuyết Lan ghi điểm được trong mắt của tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay. Còn bây giờ thì trước khi đến với những tiết mục tiếp theo, Khanh mời quý vị chúng ta sẽ giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ Khanh mời Long Nhật sẽ lựa chọn nghệ sĩ tiếp theo. Bây giờ anh sẽ chọn cái người tiếp theo. Cô bé xuất hiện một cái là bao nhiêu muộn phiền, bao nhiêu lo toan, bao nhiêu vất vả. Có vẻ như anh ấy đang nói đến mình đi Gấm à? Đúng rồi, chỉ còn một cô bé duy nhất trong gia đình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và anh Long Nhật đã lựa chọn ca sĩ Hồng Gấm. Ca sĩ Hồng Gấm sẽ trình bày ca khúc còn lại mà cô ấy đã mang đến chương trình này là ca khúc Độc Thoại. Bây giờ sẽ là căn phòng mà Gấm lựa chọn. Khanh mời bạn, 10 giây dành cho Hồng Gấm, bắt đầu. Và xin mời Hồng Gấm nhấn nút. Bạn đã lựa chọn căn phòng số 4. Đang không biết nên chọn số nào, cái nhìn lên màn hình thấy số 4 thôi, chọn 4 luôn. Tự nhiên là số 4 đập vô trong mắt mình luôn. Yeah. Không biết vị trí này có mang đến một cái sự kết hợp ăn ý cho Hồng Gấm hay không. Thì bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta cùng đến với tiết mục Độc Thoại. Chắc nhau được gì vì em ngu
anh nhớ em, yêu đương thơ anh chỉ còn lại những cánh đồng hoang. Đơn côi sống tôi, anh bây giờ chỉ thế thôi. Hoang mang trong vắng, biết bao lần anh đã tự hỏi. Bao lần anh đã tự hỏi. Vừa thưởng thức ca khúc Độc Thoại, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Hồng Gấm. Dạ vâng, trước tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến bốn vị ban giám khảo và cũng như tất cả mọi người có mặt trong phim trường ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên là Lê Châu Phương Tùng, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Phương Tùng, công việc hiện tại của Tùng là gì? Dạ, em là ca sĩ tự do. Hôm nay có phải là một cái duyên khi mà bạn biết đến chương trình này hay không? Dạ đúng ạ. Trước giờ ít khi nào mà em nghĩ rằng là mình sẽ có được một cái cơ hội để được song ca với một người nổi tiếng. Tại vì công việc của em là chủ yếu là hát ở những cái tụ điểm nhỏ hơn. Cho nên là việc mà có được một cái chương trình để có thể song ca cùng với một người nổi tiếng thực sự là một trong những điều mà em ao ước rất là lâu rồi, và ngày hôm nay mình đã được thành sự thật ạ. Em thì là hơi sợ nha.
Tại sao vậy? Bạn hát mà bạn nhập tâm mà cái ánh mắt của bạn nhìn em nói chết rồi. Nhìn sâu thẳm vào mắt mình đúng không đó? Chết rồi, em có lỗi gì? Cái cách hát của em ở bài này thì rõ ràng là Hồng Gấm đã bị choáng ngợp. Em xin cảm ơn ạ. Thật ra thì bạn bước ra là thấy một người rất là phong cách. Bạn có một cái kiểu, một cái style riêng của bạn khi bước ra sân khấu. Thì cái đó là một cái điểm cộng. Bởi vì mỗi ca sĩ bước ra sân khấu sẽ phải có một cái riêng. Và cái điểm của bạn ngày hôm nay là chắc chắn rằng sau chương trình này mọi người sẽ nhớ đến tiết mục này. Bởi vì cái cách bạn thể hiện. Nhưng mà diễn trên sân khấu thì có một cái nữa là mình phải tương tác với bạn diễn một chút xíu nữa. Nếu mà mình đưa cảm xúc, ok, mình có nhiều cảm xúc dạt dào. Nhưng mà mình để cho bạn nữ đứng chơi chọi như vậy á, thì thành ra cũng hơi tội cho nữ. Tùng là tương tác với lại Gấm đó, mà lại Gấm cố tình Gấm lùi để Gấm bè. Ừ. Cố tình lùi về phía sau. Hồng Gấm đầu tiên, Hồng Gấm solo quá hay. Cái voi của em quá đẹp. Kể cả cái bài trước Phường Hồng và bài này độc thoại. Cái giọng hát em là một tiếng hát lồng lẫy. Và Tùng là em đang kể một câu chuyện tình bằng âm nhạc, bằng chính con tim và khối óc của em. Hoàn toàn không giống ai hết. Tốt xấu hay dở gì, em phải là em cơ đã. Đó mới là nghệ sĩ. Anh rất là đồng ý trong cái phần biểu diễn của em. Yeah. Cảm ơn những chia sẻ và những đóng góp rất là quý báu của các khách mời dành cho Phương Tùng. Một lần nữa cảm ơn Phương Tùng vì đã dành cho chúng tôi một cái tiết mục rất là mãn nhãn vừa rồi. Một câu chuyện mà bạn đã kể theo cách của riêng mình. Và bây giờ trước khi đến với những tiết mục tiếp theo, khách mời quý vị chúng ta cùng giải lao trong ít phút quý vị nhé. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ khách mời ca sĩ Hồng Gấm sẽ lựa chọn nghệ sĩ tiếp theo. Hồi nãy anh là khen em là biết lùi về sau để hỗ trợ cho bạn tỏa sáng. Nên em chọn anh Nam Cường. Ca sĩ Hồng Gấm đã lựa chọn ca sĩ Nam Cường. Và Nam Cường ơi, anh sẽ lựa chọn căn phòng số mấy? Anh chỉ có 10 giây thôi nhé. Ok. Thời gian dành cho Nam Cường bắt đầu. Đó là căn phòng số 6. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ca sĩ Nam Cường song ca với người chơi trong căn phòng số 6, ca khúc Chim Trắng Mồ Côi. Tình anh như nước
được thưởng thức một tiết mục rất là tuyệt vời. Và bây giờ sẽ là thời gian mà quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay. Bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn với cô gái này. Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo cũng như là các anh chị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Yến Khoa, em quê ở Vĩnh Long, em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hình như là hôm nay có một cái điều gì đó nó liên quan tới mình lắm. Bởi vì ở cái vòng trước á thì là một cô gái mình cốm, cô kia là bánh da lợn. Bánh da lợn là cái màu rất là xem nhau. Dạ. Xong cái vô đây nè, màu nó cũng hơi xanh nhạt nhạt nữa, xanh lá mạ. Cũng có một xíu liên quan đó. Anh Guộc thấy gần quá hợp với bài Chim Trắng Mồ Côi luôn. Giang cánh lên nào. Đấy. Quá hợp luôn. Không, duyên phận rồi. Tại vì lúc đầu đã để ý hai cô. Một cô là mặc tua rua, một cô thì mặc hơi lùm xùm. Hồng Cẩm ơi, bạn cảm giác như thế nào sau khi xem xong tiết mục vừa rồi? Em có nói với anh Long Nhật là giọng của bạn này rất là lạ. Ừ. Mà nó lại rất là chân thật. Nó có gì đó rất là chất phát và chân thật, giống như cái sự hồn nhiên của bạn trên sân khấu vậy đó. Rất là dễ thương luôn, chúc mừng em. Cảm ơn và chị. Điều đó thì rất là hợp với ca khúc này luôn rồi. Dạ. Còn nói gì nữa. Dạ, em xin cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn Nam Cường cũng như là Yến Khoa đã mang đến một tiết mục rất là tuyệt vời. Và thưa quý vị, trước khi đến với tiết mục tiếp theo, xin mời quý vị cùng giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Và quý vị thân mến, bây giờ thì chắc chắn không cần phải nhờ anh Nam Cường lựa chọn nữa, mà chúng ta sẽ mời anh Quốc Đại lựa chọn căn phòng mà anh muốn. Anh có cần lựa nữa không? Bấm luôn. Anh Quốc Đại đã lựa chọn căn phòng số 2. Và ca khúc của anh thể hiện là Đập Vỡ Cây Đàn. Xin mời. Đập vỡ cây đàn tận đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vôi, giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi, buồn ơi, làm sao để vơi, đập vỡ cây đàn giận người đôi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Đời trở như bàn tay.
Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Đắp gia đình tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đập vỡ cây đàn giận người đôi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Đập vỡ cây đàn giận người đôi trắng thay đen, giận đời trở như một màn kết hợp rất tuyệt vời. Bây giờ sẽ là thời gian để quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với Hàn Quốc Đại. Xin mời quý vị, 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và lần đầu tiên thì cho phép Duy Dương đợi trên đỉnh chào đến quý vị giám khảo và cùng quý vị khán giả hội trường hôm nay, cũng như cô chú anh chị em đang xem màn ảnh nhỏ, cũng là chúc sức khỏe, thân thương và trân trọng nhất ạ. Có vẻ như đây là lần đầu tiên anh Quốc Đại gặp Duy Phương. Không, đúng rồi, lần đầu tiên mà khi mà Phương bước ra và Phương cất tiếng hát đó, ôi trời, sao mà giọng đặc biệt dữ vậy. Không có gì hơn là mong rằng anh có một dịp mời em hát song ca cùng anh một ca khúc mà nào đó ngoài ca khúc này. Và hôm nay thì thật sự là khi mà hát cùng với Phương thì mình cứ thoải mái hát, mình không có nghĩ là mình hỗ trợ cả, mình chỉ nghĩ là mình hát cùng với một người đồng nghiệp khó giọng ca thật là hay, đúng không quý vị? Em bị ấn tượng với cái giọng hát của anh quá. Đều chắc chắn, đều đẹp và quan trọng là lại rất là thật. Cái tình cảm rất chân thật, em rất là thích. Anh cảm ơn em rất nhiều. Nói về hạt hay thì anh cũng bàn từ cái câu chuyện hạt hay của Duy Phương nữa rồi. Bởi vì em là một tiếng hạt nồng nàn. Em hay từ ngày đầu tiên gặp. Và trong cái tiếng hạt của em nó có cái mộc mạc của một chàng thợ xây, nhưng có cái sự điêu luyện của một người nghệ sĩ. Dạ, anh Quốc Đại rất là nhiều, chân cảm ơn ạ. Rồi cũng Duy Phương cũng cảm ơn MC đẹp trai. Hồi nãy giờ rất là nhiều. Thôi anh được khen em nữa mà, em cảm ơn mũi đấy. Thanh. Cảm ơn Duy Phương một lần nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chờ đợi phần quan trọng nhất trong đêm nay. Đó chính là kết quả sau khi 8 tiết mục song ca đã hoàn thành. Thưa quý vị, như vậy là 8 người chơi với các giọng hát bí ẩn đã lộ diện. Chỉ còn một điều bí ẩn duy nhất, đó chính là bảng điểm tổng kết của chương trình chưa lộ diện mà thôi. Và bây giờ Khanh sẽ lần lượt công bố kết quả của từng người chơi trong đêm nay. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình. Ở vị trí căn phòng số 1, Nguyễn Xuân Dũng. Bạn nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 4%. Và căn phòng số 2 với tiếng hát Duy Phương, phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Duy Phương là bao nhiêu đây ạ? À?
đó là tiếp theo chúng ta sẽ đến với căn phòng số 3 với tiếng hát Khánh Linh. Số phần trăm mà khán giả đã bình chọn cho bạn là 90%. Tiếp theo là căn phòng số 4, tiếng hát Lê Châu Phương Tùng, và phần trăm khán giả tại trường quay đã bình chọn cho Phương Tùng là 92%. Và bây giờ là căn phòng số 5 với tiếng hát Cao Lan, và phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Cao Lan là 93%. Trời cao nha. Tiếp theo chúng ta cùng đến với căn phòng số 6, phần trăm bình chọn dành cho tiếng hát Đặng Yến Khoa là 89%. Bây giờ sẽ là căn phòng số 7 với tiếng hát Đoàn Lê Phương Thảo, phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Đoàn Lê Phương Thảo là 91%. Và cuối cùng căn phòng số 8, tiếng hát Tuyết Lan, phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Tuyết Lan là 92%. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng biết được hai người chơi có tỷ lệ phần trăm cao nhất tính cho đến thời điểm này chính là căn phòng số 1 và căn phòng số 2. Xin chúc mừng cho Nguyễn Xuân Dũng và Phi Phương. Và bây giờ chúng ta hãy nói lời chào tạm biệt với 6 người chơi còn lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian đến với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ sẽ là màn song đấu của Xuân Dũng và Phi Phương. Xin mời hai bạn cùng di chuyển xuống dưới sân khấu với Khạch. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là hai người chơi đã nhận được phần trăm bình chọn cao nhất của khán giả tại trường quay, đó chính là Xuân Dũng và Duy Phương. Chúng tôi sẽ lựa chọn ca khúc của người chơi có tỷ lệ phần trăm cao hơn. Và không biết rằng anh Duy Phương, anh đã mang đến ca khúc gì? Thì Duy Phương cũng qua chương trình thì cũng rất là vui rồi. Thì hai anh em thì hôm nay kết hợp trong một cái bài này thì Duy Phương gửi đến đại gia đình, quý vị khán gạo cùng quý vị bài hát Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân. Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân. Bởi vì theo luật thì chúng ta sẽ lựa chọn ca khúc này của anh Duy Phương để song đấu. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất muốn biết Xuân Dũng, bạn đã chuẩn bị ca khúc gì khi mà đến với Song Ca Giấu Mặt? Tới cho chương trình thì em muốn gửi tới ca khúc Bình Yên. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục song ca giữa Duy Phương và Xuân Dũng cùng ca khúc Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân. Bây giờ sẽ là thời gian để cho hai chàng trai tập luyện quý vị nhé. Trở về đây lúc đêm vừa lên, ôi nổi vậy kìa, răng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm em ai, một tình yêu thoát trên tâm. Trở về đây với
Và đó là Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân với tiếng hát Xuân Dũng và Duy Phương. Mỗi tiếng hát là một màu sắc khác nhau. Khanh nghĩ rằng điều này sẽ rất là làm khó cho quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của Xuân Dũng hoặc Duy Phương. Nếu như quý vị chọn tiếng hát của Xuân Dũng, quý vị sẽ bấm vào nút A. Nếu như chọn tiếng hát của Duy Phương, hãy nhấn vào nút B. Và chúng ta có 10 giây. Thời gian của quý vị bắt đầu.
Một lần nữa cảm ơn tình cảm của quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thưa quý vị, kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình chính của sân khấu. Xin mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình. Không biết rằng quý vị khán giả tại trường quay đã dành cho tiếng hát của Xuân Dũng và Duy Phương mỗi người là bao nhiêu phần trăm? Chúng ta đang thấy 52% và 48%. Và tiếng hát của người chơi nào sẽ giành chiến thắng tại song ca giấu mặt? Là Xuân Dũng hay Duy Phương? Người nào nhận được 52%? Kết quả là... Dũng với 52% là phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay. Chúc mừng bạn Nguyễn Xuân Dũng đã nhận được 10 triệu đồng là phần thưởng của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn Nguyễn Xuân Dũng cũng như là Duy Phương vì đã dành thời gian đến với song ca giấu mặt và cho chúng tôi thưởng thức tiếng hát của các bạn. Dạ thiếu tá. Chào em Hiếu. Dạ. Sao mấy bữa nay không thấy qua làm? Dạ. À, chắc là ông biết. Mấy chuyện đó tôi đâu cũng biết gì hơn em đâu. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc bắt lầm. Sau khi mà người ta su tra xong, nếu ông dính líu gì tới mé bên kia thì cũng thả dạ. thôi. Dạ. Ba cái chuyện bắt bớ đó là chuyện của người ta, chứ tôi cũng có biết gì đâu. Dạ, dạ Cô Hiếu. Dạ. Ngồi đi. Cái chuyện mà má cô bị bắt á, tôi không có biết gì đâu nha. Đừng dạ. hỏi tôi à. Ông thiếu tá cảnh sát nhà này mà không biết thì còn ai biết hơn nữa chứ. Nè, ông Trung Quý Ngọc. Dạ. Ông nói vậy là sao? Ông nên cẩn trọng cái lời nói của ông với tôi nghe. Dạ, theo suy nghĩ của tôi thì ở đây không có ai quyền lực bằng thiếu tá. Thiếu ông... tá. Thôi được rồi. Em cứ... Cô cứ yên tâm đi. Chuyện này để tôi điều tra coi làm sao. Rồi có gì tôi cho hay. Dạ. Dạ, thiếu tá ơi, thật lòng là tôi lo cho má của tôi lắm. Nhưng mà ngặt nổi là tôi không có tiền. Không có tiền hả? Dạ. À, thiếu tá đã nói như vậy rồi. Cậu nói vậy? Dạ. Chẳng khác nào tôi ăn tạp hay gì. Dạ. Thiếu tá, bây giờ em không có thể nào mà không lo cho má của em được. Em biết làm sao hả thiếu tá? Thôi thôi được rồi. Bây giờ cứ yên tâm, tập trung vô lo cho khách sạn của tôi đi. Còn cái chuyện đó tôi điều tra giùm cho. Khi nào mà có thông tin gì đó thì tôi nói cho hay. Dạ thưa thiếu tá. Cái gì? Dạ bà tới à. Bà nào? Dạ bà thiếu tá đang đợi ngoài xe. Sao nãy giờ không nói sớm? Dạ. Không có nói sớm ha. Vợ tôi mà bà mới dẫn lên một cái đi ha. Là cậu chết với tôi đó. Dạ. Làm ăn cái gì không xong nữa. Có nhiều đó thôi. Bởi vì làm hoài có con lo không lên nổi hả? Anh Ngọc, anh biết chuyện má tôi bị bắt sao? Có biết. Và tôi đã chạy lo cho dì hai từ sáng tới giờ. Nhưng khổ nỗi, cái lòng thiếu quyết của tôi không đủ uy tín để tháo củi sổ lộc cho dì hai. Cảm ơn anh đã có lòng lo cho má của tôi. Cảm ơn. Thật ra thì tôi đến đây không phải sự cảm ơn của Hiếu. Sự cảm ơn của Hiếu xuất phát tự đáy lòng. Nhưng Hiếu ơi, chắc chắn nay mai vì gì hai cũng được thả. Vì một lời hứa của tôi, một lời hứa của thiếu tá, anh sẽ Ngọc có uy tín gấp trăm ngàn lần của tôi mà. Anh Ngọc. Hiếu. Hiếu ơi, Ngọc và Hiếu là đôi bạn chắc chỉ yêu thời thơ. Tuy
Tuy có lúc tách rời nhưng cảm tình nồng hậu vẫn không phai. Thì nhận xét của thơ, tuy có lúc tách rời nhưng cảm tình nồng hậu vẫn không phai. Thì nhận xét của tôi có lầm đi chăng về cuộc đời thành tính của cô, tôi chân thành nhận lỗi, xin đừng lừa dối đi nhau. Giờ tôi đi thành từ lâu, cô có liên quan mặt cha cô mất còn chưa rõ. Có thể như tường sơn hay hoạt động thấp vùng, dù còn dù mất tôi vẫn tin để tai họa đến với tôi thì anh cứ làm ngơ đi, anh bận tâm làm gì? Làm sao không bận tâm cho được, vì tôi đã biết rõ mưu đồ của thiếu tá, và tôi biết rõ những chuyện gì đang xảy ra tại căn phòng này. Anh rình rập đến vậy sao? Rình rập có nghĩa là thật xin lỗi Hiếu, hôm nay tôi đến đây không phải để nói cái chuyện này. Nhưng Hiếu ơi, sự thật ấy rất đau lòng. Tốt hơn hết thì anh đừng nói ra sự thật đó, vì tôi đã hiểu tận thâm tâm của nó, như có vẻ ghen tuông hằng học. Ghen tuông hằng học. Hiếu, còn lời lẽ nào nữa không? Em hãy nguyền rủa nữa đi. Tổng hoa già, Hiếu ơi, tôi tìm hiểu như cách như qua, như khóm phong lan xưa lần về ngõ trúc, như cánh nén nhớ mùa xuân quay về xứ cũ. Tôi tìm hiểu như cách như qua, như khóm phong lan xưa lần về ngõ trúc, như cánh nén nhớ mùa xuân quay về xứ cũ. Thì cũng như tôi tìm đến cô là do mối tâm tình từ thơ ấu của tôi, hồn nhiên cùng tụng tăng đùa giỡn trước sân trường. Ngôi trường xưa của làng quê đại ngại tôi lưu luyến vô cùng, vì ở nơi đó có hai tâm hồn bé nhỏ nhà cẩn kề kỷ niệm rất tâm sâu. Rồi lên Sài Gòn theo trung học xa xôi, nhưng lòng vẫn nhớ
đại gãy đã không còn nữa. Đã bao lần bình định xuất chương anh không biết điều đó. Vì những năm anh đi học ở Sài Gòn, anh chưa một lần về thăm đại gãy. Có một mùa bay trường cánh đó, tôi trở về quê thăm lại bạn xưa. Nhưng ngôi nhà xưa đã thay đổi chủ, còn bạn thân thương thì thiếu ba vết thương nào. Trả lời anh chỉ có sống trường gian vô duyên vì nào. Trở lại Sài Gòn chưa qua niên học thì quân trường ác nghiệt buộc tôi phải xa liền đèn sách. Tôi không muốn làm một cái bom đạn, đi lo lắng tiền để làm cảnh sát, để được yên thân và gặp lại nhau đây chưa kịp vui mừng. Nhưng hiểu thì một bề hờ hững khiến lòng tôi tê buốt nghe tờ giá băng. Anh Ngọc, sao lại giá băng? Tôi cứ tưởng anh đã gửi trọn tình yêu cho cô con gái con của ông trung tá, là anh đã chọn phải nơi vừa lứa vừa đôi. Hạnh phúc như vậy đâu có dễ tìm đâu anh. Hạnh phúc? Ôi, hai tiếng đó nghe sao lại vừa xa vời nhớ tận chính tận ấy. Hiếu ơi, còn tôi là kẻ đang ở tận cùng sâu vực thẳm. Giữa biển người rộn rịp, giữa đất Sài Gòn son phấn xa quá, tôi là con thú tôi nghiêng. Quần quại trong đêm không bến đồ lưng ngồi, tôi là cầu điệp trong chốc gió Sài Gòn. Đi vào bẫy rập mà dù sao cũng phải sống pha xâm chớp bao buồn. Sao anh cứ mãi nhắc đến chuyện duyên tình? Sao không bao giờ anh nghe nhắc về làng quê Đại Ngãi, quê hương của chúng ta đó? Nếu quê hương của bà đàn muốn duyên tình. Anh Ngọc, sao anh cứ mãi nhắc đến chuyện duyên tình? Sao không bao giờ anh nghe nhắc về làng quê Đại Ngãi, quê hương của chúng ta đó? Nếu quê hương của Tôi đã hiểu được cô Hiếu. Cô đã nói rằng làng quê Đại Ngãi giờ không còn nữa, giờ chỉ còn có tôi và cô. Chúng ta sẽ tìm về, chúng ta sẽ tìm về lối quê xưa. Chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn của vở Khách sạn Hào Hoa.
Và bây giờ chúng ta sẽ nghe ý kiến từ các vị trong ban giám khảo. Xin mời ý kiến từ giám khảo Thanh Hằng. Chị nói đến đây là cái giọng ca của em. Em đã cố gắng hết sức mình để cho có một cái sự giống anh Giang Châu. Nhưng mà trong đó chỉ nghe thoang thoáng cái chất giọng của anh Giang Châu. Chứ còn rặt coi như là cái âm giọng của em phải nói thật sự là khác hẳn. Đến cái vai này, cái nhân vật này em kém rất là nhiều. Phải ráng cố gắng nhiều hơn nữa để mình vẫn còn mang mãi cái hồn và cái lửa của người nghệ sĩ mình thần tượng. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời nghệ sĩ Kim Tử Long ạ. Thái Điền làm cũng rất tốt á, nhưng mà chỉ có là kinh tự nhiên. Chính vì cái hồi hộp, cái lo âu của em á, thành thử ra là khi mà em cố em hát cho giống anh Văn Châu á, có những chữ nó bị thé hơn. Thé. Anh cũng mong rằng em phải tự tin ở bản thân của mình. Với cái giọng hát này, tự tin lên thì em sẽ giống thần tượng mình chuẩn hơn. Dạ, xin cảm ơn giám khảo Kim Tử Long và xin. Với cái giọng hát này, tự tin lên thì em sẽ giống thần tượng mình chuẩn hơn. Dạ, xin cảm ơn giám khảo Kim Tử Long và xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Trong cái trích đoạn này, anh cũng cố gắng hết sức của mình rồi. Thoại Mỹ cũng thấy được anh cũng có những nét giống chú Văn Châu. Như anh Long nói, nhiều khi mình ráng cố gắng để làm sao cho giống thì đâm ra mình bị thé. Anh Văn Châu đó không có bị cái thé đó mà ảnh ca rất mềm. Ảnh đẩy hơi giống như chị Thanh Kim Huệ vậy đó. Ảnh ca nhẹ nhàng cứ đi thả vậy đó. Thoại Mỹ mong rằng có những lời góp ý của chị Thanh Hằng, của anh Kim Tử Long, anh Điền sẽ rút ra được những kinh nghiệm để làm hành trang cho mình nha. Thoại Mỹ chúc mừng anh. Mình cũng đã hoàn thành vai diễn rồi, cũng đã nhận được những lời góp ý từ phía ban giám khảo. Hy vọng rằng anh sẽ có những phần trình diễn tốt hơn cho những lần thi sau anh nhé. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Mày đâu? Nhà trường sờ quýt ba mày hèo nữa. Là cờ của chị đó. Quang chưa chết đâu Quang. Quang ơi chưa chết đâu Quang. Quang ơi đang ly ra là sò đã chết thiệt rồi. Nhưng mà suy nghĩ, lỡ sò có chết đi rồi thì vườn ruộng không ai lo, nhà cửa không ai chăm sóc, tiền góp không ai thu. Bỗng nghe tiếng quát ngàn của Quang, đau lắm Quang ơi. Quang xử sao cho xử như là chắc chết em không Quang? Quang nói sao? Cái gì không bằng sợ lóng chân. Bố giàu là dễ lắm sao? Cũng phải đổ mồ hôi xót con mắt nhắc chài ra nước, còn cho đãi nấu ăn mắm nuốt rồi. Có chính quan kiếm thêm quan nữa cho chẳng chục, chứ phải nào là bốc là hố gì của ai đâu. Nhờ mấy chú ta điền không thiếu lúa ruộng, nhờ mấy chú gia nô không nài cực khổ. Thức khuya là dậy sớm ăn uống qua lo, mà tiền công thì thiệt nghe. Nhờ bác 12 tôi cho giai nhân đức không bị ai giật, nên từ đó tôi mới tích lũy mà ra. Tạo nhà tạo đất vì tiền ngủ không yên giấc, hễ đen nghe chó hực thì đã bấn loạn. Dạ, đó là phần dự thi của anh Thái Điền với cái vai Trùm Sò, một cái vai diễn kinh điển của nghệ sĩ Giang Châu. Không biết rằng các vị giám khảo thấy sao, chứ thấy khán giả dưới coi cười ngất ngưỡng. Bởi vì thấy quá giống với cái thần tượng là nghệ sĩ Giang Châu. Mà chị Thanh Hằng ạ. Trong cái giống đó nó cũng rất là dễ thương lắm. Dễ thương lắm Thái Điền. Hầu như là vì em quá thần tượng cho nên em đã làm không sai một nét. Những cái cách ngấn nhá, những cái cách mà gửi bằng rung hoặc là đưa đẩy này kia nọ giống lắm. Và cái nhịp, sắp nhịp cũng giống lắm. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chị. Tiết mục này lại là rất là khá lắm. Tuy rằng là
nó cũng mang máng, nhưng mà là thật sự rằng là em ca hai câu này rất là giống anh Văn Châu, rất là giống nhiều. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thời Mỹ. Có duyên quá à. Mới nhìn thôi, bộ dạng thôi là đã thấy có duyên rồi. Mà qua cái bài hát này á, thì phải nói là Điền thể hiện rất là tốt nha. Có một cái tiến bộ rõ rệt luôn á. Sắp nhịp rất là chắc mà ca rất là vô tư, không sợ nhịp, không gì hết trơn, chấp đờn luôn. Nhưng mà chị Mỹ thấy á, là cái câu sau á, cái câu sau á thì như là Điền lại ca giống anh Văn Châu nhiều hơn nữa đó. Nói chung là coi cái tiết mục này của Điền đã mắt đã tai. Dạ, cảm ơn Điền. Cảm ơn chị. Yeah. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Đối với tôi thì Thái Điền làm cái trùm sò này gần như là 90%. Cảm ơn Long. Giống như Văn Châu. Một cái điều mà tôi muốn nói tới nghệ sĩ thần tượng á là có những cái giọng hát á là người ta có thể bắt chước được rất dễ. Nhưng có những cái giọng hát mà không thể bắt chước được. Như tôi nói Văn Châu, bây giờ cứ nhìn lại đi. Ở trên sân khấu hiện nay có ai mà ca giống Văn Châu chưa? Không. Để mà bắt chước Văn Châu rất khó. Mà hôm nay đã có một người thừa kế, đó là Thái Điền. Thái Điền ca rất giống Văn Châu, mặc dù là nó chưa phải là 100% nha. Nó chỉ mới ở cái mức độ là 80-90%. Nhưng để có được một cái người mà ca như Văn Châu thì bây giờ tôi thấy đã có Thái Điền. À, vậy là tôi chúc mừng Thái Điền rồi ha. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Và chương trình Nghệ sĩ thần tượng của chúng ta còn rất là nhiều những cái vòng thi. Nếu như mà Thái Điền may mắn đi vào những vòng trong sâu hơn nữa thì bạn ấy sẽ rèn luyện thêm, trau dồi thêm để những cái phần hóa thân sau sẽ càng xuất sắc hơn. Nay được 90 rồi, bữa sau lên 91, 92, 93, 95 rồi sao mà đến đêm chung kết cuối cùng 100% đẩy ra luôn. Dạ, nha. Dạ, chúc mừng anh. Dạ. Dạ, xin chào. Anh Thường, anh nghe tôi nói nè anh Thừa, thù cha mẹ con nào không ấm ức, tai họa của lại bức bức xót xa, nhưng hành động như thế nào ta phải bình tĩnh mà liệu toan anh Thừa à. Trời ơi, trời ơi, mày bảo tao bình tĩnh liệu toan à. Đời mày về đây là cùng chen vai nhau, tay chèo tay chân. Mẹ bị hạnh phúc tham thiết còn chờ làm chi nữa, mà tổng thi thân đối mạng bao thân. Mày không đi, mày không đi, mày lên mày đi. Anh Thừa, không được anh Thừa. Mày sợ cảnh tù đài hay là mày sợ chết? Tôi không hề sợ chết, nhưng ngay bây giờ ta cần phải giữ mạng sống. Sống nhục nhằn và hèn nhát cũng phải không vậy? Anh Thừa à, trước đây tôi đâm hội đồng như một nhát dao, là tôi đã phạm sai lầm đáng tiếc. 4 năm gần gũi bậc đàn anh tôi đã nhận ra tránh vôi chặn xấu mặt đào, thừa thế mừng khởi đấu tranh có phải đâu là hèn nhát. Anh có giết hết cả bọn tay sai tàn ác cũng không giải thoát, giống nồi thoát cảnh bức lầm than. Anh đừng manh động làm điều tai biến, làm bể bạc nát tan cơ sở của địa phương mình. Lời mày khuyên thật là chí lý, tao đã yên lòng nhịn nhục đợi thời cơ, và xác thân này sẵn sàng lao vào lửa đó, và hai cánh tay này sẽ dùng lên đập tan xì xích gông cùm.
Thưa quý vị, vừa rồi là trích đoạn trong vở Tiếng Hò Sông Hậu với thí sinh Thái Điền khi hóa thân thành hình tượng của nghệ sĩ nhân dân Giang Châu với vai diễn là anh Thừa trong vở Tiếng Hò Sông Hậu cùng với phần trợ diễn của anh Thành Đông. Dạ anh Đông ơi, khi anh tập cùng với Thái Điền trong cái trích đoạn này nó có khó khăn gì không anh? Khó, khó dạ. Anh bị cái hơi của Thái Điền quá trời quá đất đi, anh theo cũng chết luôn rồi đó. Mà anh nghe anh có thấy giống nghệ sĩ Giang Châu mà. Giống, phải nói là từ xưa giờ nghe anh Giang Châu rất nhiều, cũng có gặp Thái Điền một hai lần, nhưng mà hôm nay thật sự mà bước vào cái trợ diễn cho bạn thì cái cảm nhận của anh là bạn ấy hát rất nhiều chữ giống anh Giang Châu. Dạ, cảm ơn anh Thành Đông rất là nhiều và một tràng pháo tay dành cho phần trợ diễn vừa rồi của anh Đông. Cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mình ở đây, mình nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo nha. Xin mời nghệ sĩ Thanh Thằng. Trước tiên thì chị cảm ơn Đông rất là nhiều, một người bạn diễn cùng với Thái Điền. Nhưng mà hôm nay rằng là khi vào bước bên trong này thì chị phải nói khen Thái Điền. Em cũng ráng cố gắng hết sức mình để ca những cái xử lý giống anh Giang Châu. Xử lý về nhạc, về nhịp và cái cách mà để vừa nói vừa ca, vừa nói vừa ca. Và cái những cái đoạn ngưng để em ca tiếp, để em dứt cái câu giọng cổ. Em xử lý rất là giống, khéo lắm. Em đã thể hiện được một cái vai gọi là cũng nhìn lên là nhớ cái hình ảnh của anh Giang Châu. Cảm ơn Thái Điền rất là nhiều. Cố gắng lên nữa nha em nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Thằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Đối với Long thì cái vai này tôi đã thích từ hồi lúc mà tôi còn nhỏ xíu á. Anh Giang Châu anh đóng như này quá trời hay luôn. Đúng là vai này chỉ Donnie đóng dài cho anh Giang Châu mà thôi. Còn đối với Thái Điền thì giọng hát thì Kim Tử Long không có phê bình nhiều vì để mà có được một cái chất giọng như anh Giang Châu rất khó luôn. Như từ đầu Long đã nói, ít có ai mà có cái giọng giống Giang Châu lắm. Hôm nay là Thái Điền đã làm được là giống gần 80% rồi. Nhưng lý do tại sao mà không giống đến 90 hoặc là hơn đó, lý do tại sao Thái Điền biết không? Mình đã có chất giọng rồi, vì cái vai này á, nó thể hiện không phải là qua cái giọng hát nữa, mà nó thể hiện qua thần thái của cái vở này. Giống như cái câu giọng cổ mới vào đó, anh Giang Châu khi mà ảnh Tuấn Thanh nắm cái tay ảnh giật lên, anh Thưa, thì là ảnh vui một câu giọng cổ nó sốc liền. Cái người nghe tự nhiên nghe nó rỡn gốc lên. Còn mình bị chậm một nhịp, đó là một cái là nó không có thể hiện được cái nóng của cái vai diễn là một. Cái thứ hai nữa, cái câu cuối đó, lời mày khuyên tao thằng là chi lý tao đã yên lòng nhẫn nhục đợi thời cơ đó, thì nghe kỹ anh Giang Châu anh hát đi, anh không có rải nhịp điều như Thái Điền. Còn về cái hình thái của Thái Điền nó giống Giang Châu lắm, nó cũng mập mập, nó cũng phệ phệ vậy đó. Cảm ơn Thái Điền rất là nhiều nha. Dạ, xin mời ý kiến từ giám khảo Thoại Mỹ ạ. Anh Điền ơi, cho Thoại Mỹ hỏi là trước giờ anh Điền là đi ca kiểu như tiệc thôi, hay là có đứng trên sân khấu thể hiện một nhân vật nào chưa? Chưa hả? Đây là lần đầu á hả? Lần đầu. Nếu mà là lần đầu thì Thoại Mỹ khen anh, còn nếu mà đã biểu diễn nhiều nhân vật rồi thì Thoại Mỹ sẽ bắt lỗi ha. Mỹ mường tượng là lúc cái thời mà chú Giang Châu hát cái vai này á, thì cái chất giọng của anh đúng vào cái thời điểm đó của chú Giang Châu đó. Đó, tuy nhiên cái câu giọng cổ này á, của chú Giang Châu đã đi sâu vào lòng người lắm rồi. Cho nên hồi nãy anh ca đó thì anh thiếu một chữ nha. Anh thiếu một chữ khi gần xuống giọng cổ. Mà nếu mà thiếu một chữ đó thì anh lưu ý nó sẽ mất nghĩa. Có thể là anh tới lúc đó anh sợ đuối hơi rồi phải không? Cho nên anh bỏ chữ. Nhưng mà anh bỏ chữ rồi Thoại Mỹ thấy là nó không có nghĩa. Thoại Mỹ góp ý cho anh Điền thôi. Để có được vào vòng sau á thì anh phải lưu ý, cần phải lưu ý những cái điểm đặc biệt nhất của chú Giang Châu để mà mình lấy. Đó, còn hình thể của anh thì như anh Long nói là anh giống rồi đó. Nhưng mà còn thiếu cái thần thái đó nó không phải là dễ có. Mà một người mới lần đầu tiên vào nhân vật thì Thoại Mỹ khen anh, cho nên là cộng điểm cho anh chứ không có trừ điểm anh. Yeah. Nha. Và những cái góp ý của anh là mong rằng là đi vào vòng sau thì anh Điền sẽ rút kinh nghiệm thì mình sẽ được tỏa sáng nhiều hơn ha. Dạ, cảm ơn ban giám khảo. Và hy vọng rằng anh sẽ ghi nhớ những lời nhận xét của ban giám khảo, để nếu như mình có cơ hội vào vòng trong thì mình sẽ làm tốt hơn với hình ảnh của nghệ sĩ nhân dân Giang Châu anh nha. Cảm ơn anh.